các bạn tham gia vào khóa học chuyên gia bán hàng. Ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó chính là chiến lược thương hiệu thành công. Trong khóa học ngày hôm nay thì mình sẽ giúp cho các bạn thay đổi Facebook của các bạn để có một nick Facebook hoàn thiện, cũng như là tạo ra một chiến lược về thương hiệu thành công hơn trên Facebook. Chào Đặng Xuân, chào Minh Thí. Đúng rồi Xuân ạ, chị sẽ tổ chức học buổi trưa luôn. Các bạn có nghe có bị ồn quá không? Mình xem nào. Mời các bạn vào xem livestream đi. Chào Nga Hoàng. Ủa? Chào Phạm Thu Hà. Xuân học được buổi trưa thôi à? Buổi tối không học được à? Chị thì sắp tới chị sẽ chỉ có livestream vào buổi trưa thôi. Ok mọi người, ồn quá đúng không? Mình sẽ thay đổi một chút xem nó có bớt ổn hơn không. Các bạn nghe có bớt ổn hơn không? Đúng rồi. Làm sao mà làm được. Xin chào mọi người. Các bạn nghe có rõ hơn không nào? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới xem là các bạn đã nghe rõ hơn chưa. Mình cắm cái mic này thì chắc là các bạn sẽ nghe rõ hơn đấy. Xuân đang ở cơ quan này em. Nào mời các bạn vào xem, các bạn sẽ vào, chúng ta sẽ vào học buổi livestream ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chiến lược thương hiệu thành công. Rõ hơn đúng không? Không bị ồn, không bị ồn tiếng xe máy. Sao chị like từ 12 rưỡi à? Xin chào Lâm Thị Trúc Ni. Các bạn vào livestream đi ạ. Xin mời các bạn vào xem livestream đi. Cái livestream này là một livestream hết sức là quan trọng dành cho tất cả các bạn bán hàng online khi mà bắt đầu tham gia vào thị trường kinh doanh online, và sẽ xây dựng từ những viên gạch đầu tiên để mình tạo dựng ra một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp và gây dựng được thương hiệu cũng như là uy tín đối với khách hàng tiềm năng. Xin chào Nguyễn Thị Minh. Đợi mình một chút, mình sẽ xin mời các bạn. Xin chào Minh Chí Vương. Xin chào Trà Hồng. Ngày hôm nay thì bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này của Hải Ninh là các bạn mới tham gia trong cái livestream đầu tiên này, thì các bạn hãy comment xuống chúng ta chào nhau một chút nhé. Vâng, chào anh nhà đất Đức Phổ. Tí nữa em sẽ phân tích cái nick Facebook của mình làm thế nào để mà thu hút được khách hàng tiềm năng cũng như là tạo được cái thương hiệu cá nhân. Thì cái tên nick Facebook cũng rất là quan trọng. Ở đây mình đã nhìn thấy một số bạn là để tên nick Facebook này chưa đạt được cái thương hiệu cá nhân đâu. Thế nên là trong cái livestream ngày hôm nay là một livestream hết sức là quan trọng, sẽ giúp cho các bạn định hình được thương hiệu của mình, vị trí của mình và cái sản phẩm để mà mình cung cấp ra thị trường cũng như là tạo được cái thương hiệu ảnh hưởng từ thương hiệu cá nhân thì các bạn mới bán hàng hiệu quả được. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn
vào xem livestream của Hải Ninh, các bạn hãy vui lòng chia sẻ cái livestream này về tường. Hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Mình sẽ kiểm tra lại tín hiệu đường truyền một chút trước khi chúng ta bắt đầu chính thức vào buổi học ngày hôm nay nhé. Rồi, ok, cảm ơn Đặng Xuân. Thế thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường đấy ạ. Hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Mời các bạn vào xem livestream, chúng ta sẽ chào nhau một chút nhé. Mời các bạn. Các bạn đang xem livestream ở đây thì các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới để chúng ta sẽ làm quen với nhau, và trong cái quá trình mà mình phân tích cái thương hiệu cá nhân thì mình sẽ giúp cho các bạn hiểu được chúng ta sẽ cần phải làm gì để tỏa sáng cái thương hiệu của mình trên nick Facebook cũng như là cái sản phẩm của mình tiếp cận được khách hàng tiềm năng. Xuống được thương hiệu thành công. Xin chào Thanh Dẫn. Các bạn vào xem livestream, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này lên tường nhé. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này lên tường. Được chưa? Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới sản phẩm và dịch vụ của bạn khi mà các bạn đang cung cấp trên thị trường, và chúng ta sẽ trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức để tạo dựng thương hiệu trên Facebook. Hiện tại ở đây thì mình đang nhìn thấy một số các bạn bán hàng online nhưng mà nick Facebook của các bạn chưa đạt, tức là chưa tạo ra được cái sức hút, chưa tạo ra được sức hút trong cái quá trình bán hàng online từ chính cái avatar của các bạn. Anh muốn cấp bằng ở anh nhà đất Đức Phổ. Xin chào Mai. Các bạn vào xem livestream ở đây, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Hãy chia sẻ livestream này về tường và mời bạn bè cùng kinh doanh online để chúng ta học cái livestream này. Được chưa? Thì tất cả những bạn mà sau khi học xong khóa học này và các bạn đều đạt được cái kết quả, tức là chúng ta đều có những cái kết quả, thì các bạn sẽ được một cái chứng nhận. Các bạn sẽ được một cái chứng nhận để chứng nhận rằng là trong cái quá trình học tập các bạn đã nỗ lực để đạt được những cái thành công nhất định. Xin chào Trúc Ni. Tí nữa chị sẽ phân tích cho em cũng như là các bạn đang xem livestream ở đây để các bạn có thể hiểu được cái cách thức để tạo ra được thương hiệu thành công. Thì các bạn có biết rằng là trong cái quá trình mà các bạn bán hàng online ấy, thì các bạn cần phải tạo ra thương hiệu, là yếu tố đầu tiên và quan trọng không ạ? Có rất nhiều bạn thì khi mà bạn bắt đầu vào bán hàng online, các bạn đã gì ạ? Đã vội tung ra các cái sản phẩm, các cái dịch vụ của mình và quảng cáo sản phẩm dịch vụ cũng như là mời chào hàng để khách hàng mua các sản phẩm dịch vụ của mình. Nhưng thực chất bắt đầu sẽ xây dựng một cái hệ thống
kinh doanh bền vững thì cái có thể nói là cái nền móng đầu tiên mà chúng ta cần phải xây dựng đó chính là thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân thì hầu hết là mọi người đều gần như là không tập trung chú ý vào phần này, nhưng mà để thành công bền vững thì thương hiệu cá nhân rất là quan trọng. Các bạn hiểu không ạ? Thương hiệu cá nhân rất là quan trọng. Và có thể nói rằng là có tồn tại được lâu dài hay không thì cũng chính từ thương hiệu cá nhân. Thế thì những bạn đang xem livestream ở đây thì các bạn có thể cho mình biết là với cái sản phẩm, dịch vụ mà các bạn ấn tượng về thương hiệu của nó thì là bao gồm những cái sản phẩm dịch vụ như thế nào? Tức là các bạn nghe về cái sản phẩm dịch vụ gì và cái tên thương hiệu của nó thì các bạn có ấn tượng như thế nào? Thương hiệu cá nhân rất là quan trọng, đúng không ạ? Đấy, ví dụ với cái sản phẩm là nước ngọt, đúng không ạ, nước đóng chai, thì các bạn có quan tâm đến thương hiệu nào không ạ? Các bạn có biết là các bạn có biết là cái thương hiệu nào mà gần như là chiếm vị trí top 1, đúng không ạ, trong trong hệ thống các cái sản phẩm phân phối về đồ uống nước đóng chai không ạ, đồ nước ngọt không ạ? Cảm ơn Đặng Xuân, đúng rồi, Coca và Pepsi. Thế thì các bạn biết là khi mà nhắc đến tên cái thương hiệu đó thì các bạn thấy gì ạ? Nó gợi mở về cái sản phẩm, đúng không ạ? Tức là từ cái tên mà gợi mở về cái sản phẩm dịch vụ của cái hãng sản xuất đó. Vậy thì thương hiệu cá nhân của chúng ta là như thế nào? Chúng ta phải tạo dựng thương hiệu cá nhân ra sao? Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta phải tạo dựng thương hiệu cá nhân ra sao? Và để đạt được cái kết quả mà như chúng ta mong muốn. Thì các bạn đang xem livestream ở đây thì các bạn đã tạo dựng được thương hiệu cá nhân cho mình hay chưa? Đúng ạ? Các bạn đã tạo dựng được thương hiệu cá nhân cho mình hay chưa? Các bạn có hiểu là thương hiệu cá nhân nó như thế nào không ạ? Nó rất là quan trọng, đúng ạ? Các bạn hiểu nó là quan trọng hoặc là các bạn nhận định nó là quan trọng. Nhưng mà cái sự quan trọng đó thì các bạn đã biết tới và các bạn đã làm gì để tạo ra được cái thương hiệu cá nhân trên nick Facebook của mình? Thì trong cái livestream này ngày hôm nay, trong khóa học này mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có thêm kiến thức bán hàng online hiệu quả hơn. Đấy. Thế thì các bạn biết rằng là để xây dựng một cái thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Để xây dựng được một thương hiệu cá nhân chúng ta cũng cần phải có thời gian để mà tạo dựng được thương hiệu cá nhân. Nhưng mà khi mà các bạn gì ạ? Khi mà các bạn bán hàng online trên Facebook thì chúng ta cũng dễ dàng để mà gì ạ, để mà có thể tạo dựng được thương hiệu cá nhân một cách nhanh nhất, thông qua Facebook. Các bạn có muốn biết không ạ? Các bạn có thực sự muốn biết là để tạo dựng ra một thương hiệu cá nhân nhanh nhất ở trên Facebook để làm thế nào không ạ? Thì những bạn đang xem livestream đấy, các bạn cảm thấy là các bạn thực sự là muốn tạo dựng cho mình một thương hiệu cá nhân nhanh nhất, các bạn hãy comment xuống phía dưới đây. Các bạn hãy comment xuống dưới ạ. Cảm ơn Đặng Xuân. Cần phải tạo dựng thương hiệu cá nhân một cách nhanh nhất bởi vì khi đó bạn sẽ chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh nhất. Và đây là cái cách tốt nhất để bạn có thể dẫn tới thành công nhanh hơn. Đúng ạ? Và trên Facebook bạn sẽ tạo dựng được thương hiệu cá nhân một cách dễ dàng nhất, đúng ạ? Đem lại những hiệu quả nhanh nhất. Đúng ạ? Chúng ta thấy rằng là việc bán hàng ở trên Facebook rất là dễ dàng. Và chúng ta dễ gì ạ? Có thể có được cái kết quả nhanh chóng. Đúng ạ? Bởi vì nó là truyền thông rất là nhanh, thông tin tốc độ lan truyền rất là nhanh. Cảm ơn Mai. Các bạn thực sự muốn muốn gì ạ? Muốn tạo dựng, hay nói cách khác là các bạn muốn có một cái chiến lược thương hiệu thành công thì các bạn hãy gì ạ? Hãy hành động.
hãy thay đổi cái Facebook của mình đi ạ. Hãy thay đổi cái nick Facebook của mình. Hãy tạo ra sự khác biệt với nick Facebook của mình so với những nick Facebook của người khác. Và làm thế nào để tạo được cái điều này, làm thế nào để thay đổi được những cái điều này, thì trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và mình rất là muốn các bạn sau khi nghe xong cái livestream này, các bạn sẽ bắt tay thực hiện luôn. Hoặc thậm chí là trong cái khóa học này, trong cái nội dung mà mình đang livestream này, mình sẽ chia sẻ và các bạn sẽ gì ạ? Thay đổi luôn, hành động luôn. Các bạn có thực sự muốn thay đổi ạ? Cái kết quả bán hàng của mình thông qua việc mình thể hiện thương hiệu cá nhân của mình không ạ? Các bạn có thực sự muốn thay đổi cái kết quả bán hàng thông qua việc thay đổi, đúng không ạ? Tạo ra một cái thương hiệu cá nhân không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Các bạn tham gia trong khóa học ngày hôm nay thì mình rất là muốn các bạn hãy thay đổi và hãy chia sẻ cái livestream này để mà chúng ta có được những cái kết quả như chúng ta mong muốn. Xin chào Thị Tiên. Bao nhiêu bạn muốn thay đổi bản thân, muốn có kết quả khi ra online bán hàng tốt hơn và muốn tạo dựng được một thương hiệu để mà gì ạ? Bán hàng hiệu quả trên Facebook, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Chào Thu nhá. Chào mọi người. Các bạn vào sau thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường và gắn thẻ bạn bè cùng kinh doanh online để chúng ta sẽ học trong cái livestream này ngày hôm nay. Được chưa? Có ít bạn muốn thay đổi thế à? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mình mới nhìn thấy được có vài bạn thôi. Các bạn hãy comment đi ạ, bởi vì khi mà các bạn comment thì các bạn mới thấy có gì ạ? Có năng lượng, các bạn thực sự hành động và muốn thay đổi kết quả thì các bạn phải gì ạ? Phải có sự tương tác. Được chưa ạ? Cảm ơn Thu, cảm ơn Đặng Xuân. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Các bạn có thực sự muốn mình có một cái nick Facebook hoàn toàn chuyên nghiệp hơn không ạ? Ok mọi người, các bạn hãy năng lượng lên nhá. Cảm ơn Trà Hồng, cảm ơn Ngụy Thị Thu. Các bạn hãy năng lượng lên. Các bạn hãy năng lượng lên, bởi vì khi chúng ta có năng lượng thì chúng ta sẽ có ngân lượng. Chúng ta sẽ gì ạ, học tập với một tinh thần gì ạ, rất là nghiêm túc, nhưng mà sẽ ra được kết quả tốt nhất. Mình sẽ rất là muốn chia sẻ với các bạn những cái nội dung hoàn toàn có giá trị trong cái buổi học ngày hôm nay. Có nghe rõ không ạ? Bật lạnh.
Mọi người xem nhà có to quá không? Mọi người xem nhà có to quá không nhé, để điều chỉnh nhé. Xin chào Phan Hiền. Rồi mọi người có thấy nhạc to hơn giọng của mình không? Không thì mình sẽ chỉnh xuống một chút nhá. To quá à? Ồn quá à? Được chưa? Nghe thì ở ngoài thì có vẻ là ồn đấy, nhưng mà mình qua mic mà. Thử xem nào, mình phải bật trực tiếp không? Mọi người thử bật điện thoại xem là nghe có ồn quá không, để sau mình chỉnh âm lượng nó vừa. Xin chào Mai Mai. Nào mọi người hãy cùng tập trung vào trong livestream này ngày hôm nay. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè để chúng ta sẽ cùng học những cái kiến thức giá trị trong cái buổi livestream này ngày hôm nay. Và Hải Ninh rất là mong muốn là sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn để các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Thực sự thì thương hiệu cá nhân là một yếu tố hết sức là quan trọng để giúp cho các bạn có một hệ thống kinh doanh online bền vững. Và các bạn sẽ có thể có rất nhiều khách hàng tiềm năng, sẽ có thể có rất nhiều các cái tuyến sỉ, đúng không? Các tuyến sỉ, và chúng ta có thể thu hút được họ từ chính việc là chúng ta sẽ thể hiện chúng ta là ai, chúng ta sẽ thể hiện chúng ta là người như thế nào, và chúng ta đã thể hiện được thương hiệu của bản thân cá nhân chúng ta. Và livestream này là một livestream hết sức là đặc biệt, và mình muốn chia sẻ để giúp cho các bạn gì ạ, có thêm thật là nhiều những cái kiến thức giá trị, và giúp các bạn thay đổi được diện mạo nick Facebook của các bạn, để giúp cho các bạn trở thành một con người thực sự là như các bạn mong muốn, và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng cũng như là các đội ngũ sỉ và tuyến dưới của mình, để tạo dựng một thương hiệu cá nhân bền vững. Nó là một điều hết sức là quan trọng, nó cũng không hề khó khăn nhưng cũng không hề là quá dễ dàng. Và trong cái livestream này ngày hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn hiểu rõ được cái tầm quan trọng của nó. Các bạn có nghe rõ không ạ? Ngụy Thị Thu comment thế là sao nhở? Chị chưa hiểu rõ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đấy ạ. Chúng ta sẽ điểm danh một chút ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Những bạn nào thực sự muốn thay đổi để tạo ra một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp hơn, để tạo ra cho mình một thương hiệu cá nhân bền vững, để tạo ra cho mình một phong cách cá nhân gì ạ, thu hút thực sự khách hàng, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn nếu mà các bạn thực sự muốn thì các bạn hãy comment tôi muốn ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Và trong cái livestream này ngày hôm nay thì mình nhìn thấy các bạn, những bạn nào thực sự mong muốn mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Những bạn nào thực sự quyết tâm thay đổi để gì ạ? Để tạo dựng cho mình một phong cách để hấp dẫn khách hàng, để hấp dẫn được gì ạ? Những đại lý tuyến dưới của mình. Các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình nhìn thấy các bạn thực sự muốn thay đổi. Thị Tiên muốn thay đổi, Lâm Thị Trúc Ly muốn thay đổi. Các em hãy mạnh mẽ lên. Tất cả mọi người chúng ta hãy mạnh mẽ lên. Các bạn sẽ phải, trước hết các bạn muốn làm được, các bạn phải gì ạ? Phải thể hiện mình muốn. Điều mình mong muốn là gì, đúng không ạ? Các bạn có thực sự muốn không ạ? Các bạn có thực sự muốn mình thay đổi hoàn toàn trên nick Facebook cá nhân của mình không ạ? Có thể, đúng không ạ? Có thể cái sự thay đổi này nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi cả cuộc sống của các bạn. Bởi vì những gì mà các bạn có thể thực tế các bạn chưa làm được hiệu quả, hoặc các bạn có thể hoàn toàn chưa làm được, các bạn có thể là thực tế nhiều người ngoài đời thực chưa biết bạn là ai, chưa biết bạn là người như thế nào, nhưng trên Facebook bạn có thể hoàn toàn nổi tiếng được ở trên Facebook. Và trong cái livestream này ngày hôm nay thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn để giúp cho các bạn gì ạ, tạo dựng được một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp, và tạo dựng được gì ạ, một thương hiệu cá nhân thành công hơn. Được chưa? Bao nhiêu bạn thực sự mong muốn thì các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Cảm ơn Vân Anh.
Bây giờ thì mình sẽ trực tiếp giúp cho các bạn nhận ra được những vấn đề trên nick, chính nick Facebook của bạn. Trên chính nick Facebook của bạn. Có thể là các bạn đã từng nghe hoặc các bạn có thể là các bạn chưa bao giờ nghe. Nhưng mà trong cái livestream này ngày hôm nay là những kiến thức vô cùng giá trị và nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi lại cái cách nhìn của các bạn. Đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể nổi tiếng trên Facebook. Các bạn hoàn toàn có thể tạo dựng ra được một nhóm người theo dõi các bạn, đúng không ạ? Theo dõi các bạn, hâm mộ các bạn và bạn thực sự là người nổi tiếng trên Facebook trong cái nhóm người đó, trong một cái cộng đồng nhỏ đó. Và bạn hoàn toàn có thể gì ạ? Giúp đỡ được mọi người theo cái mong muốn của mình. Và ngày hôm nay thì bản thân mình cũng rất là mong muốn để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn, để tạo dựng cho các bạn một cái sự thay đổi, giúp cho các bạn đạt được những kết quả mong muốn. Cảm ơn tất cả các bạn đã comment ạ. Bây giờ thì mình sẽ xem trực tiếp nick Facebook của một trong số các bạn đã comment ở dưới đây. Xin chào Đặng Xuân nhé. Mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn, những bạn mà comment trong cái livestream này của Hải Ninh, để giúp cho các bạn có thể nhận ra vấn đề của chính các bạn trực tiếp, đúng không ạ? Thực hiện luôn, hỗ trợ luôn cho các bạn để các bạn thay đổi được trên chính nick Facebook của bạn. Đặng Xuân, khi mà em sử dụng cái avatar này, thực sự là nó chưa đạt được cái kết quả cao nhất như mình mong muốn. Tức là ở đây cái hình ảnh avatar này của em nên chọn một cái hình ảnh, cái khuôn mặt của em có thể rõ ràng hơn và thể hiện được rõ được cái ánh mắt của mình, cái nụ cười của mình để cuốn hút được khách hàng. Đây là một trong những gọi là bí quyết để mà các bạn có thể hấp dẫn được khách hàng ngay từ lần đầu gặp mặt. Tức là khi mà cái nick avatar của mình, cái nick Facebook của mình đi kết bạn với bạn bè, mà để chấp nhận được, để họ dễ dàng chấp nhận được lời mời kết bạn, thì cái sức hút từ chính cái avatar này sẽ giúp cho các bạn có thể gì ạ? Có thể có thêm được rất nhiều người bạn bè tiềm năng. Những khách hàng tiềm năng họ sẽ quan tâm, đúng không ạ? Họ sẽ quan tâm. Và với cái avatar này của em cần phải thay đổi thêm một chút nữa để tạo ra được một cái avatar chuẩn hơn, chuyên nghiệp hơn, thể hiện cái phong cách cá tính của mình một cách rõ nét hơn. Thể hiện cái phong cách cá tính của mình rõ nét hơn. Được chưa ạ? Đấy là avatar của Đặng Xuân nhé. Thế thì các bạn lưu ý này, trong cái phần đầu tiên này mình chia sẻ với các bạn là cái nội dung chủ đề liên quan tới một Facebook, một nick Facebook tỏa sáng như một ngôi sao. Các bạn hoàn toàn dễ dàng có thể tạo ra được một nick Facebook tỏa sáng ngay sau khi học xong khóa học này. Ngay sau khi học xong khóa học này, được chưa? Nào các bạn hãy comment xuống bên dưới để mình nhìn thấy tất cả các cái avatar của các bạn đi ạ. Trà Hồng, em phải thay đổi avatar đi, avatar này của em chưa được đâu. Được chưa ạ? Avatar này chưa tạo ra được sức hút đối với khách hàng. Ngụy Thị Thu, avatar này của em ok hơn rồi. Lâm Thị Trúc Ni, avatar này của em chưa ok được. Thị Tiên, avatar của em chưa được rồi, phải thay đổi avatar đi thôi. Này, ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn ra luôn các bạn cần phải thay đổi cái gì và các bạn sẽ có cái kết quả ngay sau khi mà các bạn thay đổi. Có rất là nhiều bạn, đúng không ạ, thắc mắc với mình là tại sao mà chị ơi em đi kết bạn mà nhiều người vẫn chưa đồng ý trả lời, chấp nhận lời mời kết bạn của em. Và mình chỉ ra cho các bạn thấy rằng là gì ạ, là các bạn sai ngay từ chính cái avatar của các bạn, được chưa ạ? Sai ngay từ chính cái avatar của các bạn.
Thế nên là cái avatar là cái ấn tượng đầu tiên để tạo ra thương hiệu. Các bạn hiểu ạ? Ấn tượng đầu tiên để tạo ra thương hiệu. Trà Hồng em phải thay đổi avatar đi. Avatar này không tạo ra được sức hút cho khách hàng được. Được chưa ạ? Ngụy Thị Thu, avatar này có thể là trước mắt là avatar này cũng tạo ok rồi. Các bạn khác, các bạn nào muốn Hải Ninh xem trực tiếp cho các bạn hãy comment xuống dưới nhá. Thị Tiên, em phải tạo ra một cái avatar khác đi. Avatar này không được. Đừng nên để avatar mà trước đó là ảnh sản phẩm. Bởi vì cái avatar là cái khuôn mặt của mình. Là mình trực tiếp đi gì ạ? Đi giao dịch với khách hàng, mình trực tiếp đi gì ạ? Nói chuyện với khách hàng, kết bạn với khách hàng, thì mình không thể để cái sản phẩm đó khuất trước mặt trước trước cái khuôn mặt của mình được. Các bạn hiểu không ạ? Chào anh nhà đất Đức Phổ. Trong cái avatar này của anh lại càng hoàn toàn không được ạ. Với việc mà anh tạo dựng một thương hiệu cá nhân ở trên Facebook, anh không nên để avatar như thế này. Avatar phải là gì ạ? Phải là ảnh thật của mình. Phải là ảnh thật của mình. Được chưa ạ? Và cái khuôn mặt của mình phải gì ạ? Phải có thần thái để mà tạo ra được sức hút cho khách hàng. Các bạn không tập trung tạo ra được sức hút cho khách hàng thì chúng ta gì ạ? Không tạo ra được thiện cảm cho khách hàng. Và không hấp dẫn được khách hàng thì làm sao ạ? Thì chúng ta không thể có nhiều khách hàng tiềm năng được. Và chính từ cái việc là chúng ta thể hiện cái duyên bán hàng từ chính cái avatar này. Nhiều khi các bạn nói rằng là các bạn bán hàng ở trên Facebook các bạn không có duyên bán hàng. Nhưng thực tế là những cái mà các bạn thể hiện trên Facebook là gì ạ? Là không tạo được cảm hứng và gì ạ? Sự thu hút cho khách hàng tiềm năng. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ, để mình tiếp tục xem cho các bạn các cái nick Facebook mà các bạn cần phải thay đổi avatar đi ạ. Trà Hồng, em bán cái sản phẩm gì? Các bạn bán sản phẩm gì? Các bạn hãy comment ngay xuống phía dưới. Khi mà các bạn bán cái sản phẩm gì thì mình sẽ tư vấn cho các bạn trên cái dòng sản phẩm đó với cái avatar cho phù hợp với cái sản phẩm. Không phải là cái sản phẩm nào với cái avatar nào cũng hợp lý và cũng giống nhau đâu, nó hoàn toàn khác. Với dòng bán mỹ phẩm thì avatar phải khác. Với dòng bán gì ạ? Bán các sản phẩm về đồ gia dụng thì avatar khác, hoặc là bạn là một chuyên viên về gì ạ? Về tư vấn thì avatar nó sẽ khác. Các bạn hiểu điều quan trọng nó như thế nào ạ? Ngay từ chính avatar là các bạn sẽ phải gì ạ? Các bạn sẽ phải thể hiện được cái gì ạ? Cái hồn của gọi là cái duyên của gọi là cái duyên thì chính xác gọi là cái duyên bán hàng trên chính avatar này. Cái avatar là cái đầu tiên mà các bạn có thể tiếp cận được khách hàng, đúng không ạ? Từ việc kết bạn, đúng không ạ? Kết bạn bè tiềm năng ở trên Facebook, và họ có sẵn sàng chấp nhận kết bạn hay không? Hay là họ báo bạn là gì ạ? Họ báo họ họ hay là họ thông báo rằng là bạn đang làm phiền tới họ, thì chính cái avatar này nó sẽ đưa ra cho khách hàng cái quyết định là khác nhau. Những quyết định là khác nhau. Được chưa ạ? Chà Hồng ơi, nếu mà em bán là mỹ phẩm và nước hoa thì avatar này của em lại càng không ok. Em cần phải thay đổi cái avatar của mình, cái khuôn mặt của mình phải xinh đẹp hơn, đúng không ạ? Và làm sao để cái avatar nó có một cái sức hút mà người ta nhìn thấy, người ta cũng cảm thấy là gì ạ? Đẹp và thơm. Tức là các bạn phải để cho cái hình ảnh để người ta liên tưởng đến cái sản phẩm của mình. Để hình ảnh của mình khi mà người ta nhớ đến cái avatar của mình là một gì ạ? Là cái thương hiệu của mình đi kèm. Các bạn hiểu điều này nó quan trọng như thế nào ạ? Mỹ phẩm và nước hoa vừa rồi mình chia sẻ rồi, chào có nghe rõ không ạ? Các bạn hãy comment xuống các sản phẩm của các bạn đi ạ. Được chưa ạ? Xem lại tín hiệu đi, xem lại mình tín hiệu đi. Xem nhạc có to quá không?
hiểu rõ chưa cái avatar nó quan trọng như thế nào chưa? Các bạn sẽ thay đổi lại cái avatar đúng không ạ? Ngay sau khi kết thúc khóa học này, các bạn sẽ thay đổi lại avatar và mình sẽ gì ạ? Hãy inbox lại cho Hải Ninh để Hải Ninh tư vấn thêm cho các bạn. Để tư vấn thêm cho các bạn cái cách thức mà các bạn tạo ra một gì ạ? Một thương hiệu thành công. Các bạn nên nhớ rằng là bán hàng ở trên Facebook là người ta mua hình ảnh, bán niềm tin. Và việc bạn tạo dựng một cái hình ảnh chuyên nghiệp, tạo dựng một cái hình ảnh thu hút và ấn tượng, khách hàng sẽ đến với bạn, đúng không ạ? Sỉ sẽ đến với bạn khi mà bạn có thương hiệu. Và các bạn phải biết cách tạo ra cái thương hiệu này, đúng không ạ? Và bản thân các bạn khi mà các bạn tham gia một cái live stream, các bạn cũng phải gì ạ? Năng lượng hơn. Các bạn tham gia gì ạ? Các bạn tham gia những khóa học, các bạn cũng năng lượng hơn. Và các bạn tiếp nhận được gì ạ? Những kiến thức vô cùng giá trị. Và bên cạnh đó thì trong cái quá trình mà các bạn được nhận những cái kiến thức giá trị này, các bạn sẽ phải thay đổi lại cái góc nhìn của mình, thay đổi lại cái avatar của mình để tạo ra một cái nick Facebook chuẩn hơn, tạo ra một cái nick Facebook chuẩn hơn và chuyên nghiệp hơn. Các bạn nên nhớ rằng là thương hiệu để tạo ra được thành công, đúng không ạ? Chiến lược, chúng ta phải có những cái chiến lược để tạo ra thương hiệu thành công. Và điều này nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Người ta đến với bạn, nhưng người ta có ở lại với bạn hay không là ở thương hiệu của bản thân bạn. Là thương hiệu của bản thân bạn. Và các bạn phải gì ạ? Phải tạo ra cho mình cái thương hiệu đó, đúng không ạ? Phải tạo ra cho mình cái thương hiệu đó. Xin chào anh Chun. Được chưa ạ? Thế thì trong cái phần đầu này mình sẽ chia sẻ với các bạn là gì ạ? Chia sẻ với các bạn về nội dung đầu tiên, đó chính là Facebook tỏa sáng như sao. Các bạn có thể ngay sau khi học xong cái livestream này, các bạn sẽ tạo dựng được một nick Facebook của các bạn hoàn toàn chuyên nghiệp hơn, hoàn toàn chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Hoàn toàn chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, hãy chia sẻ cái livestream này về tường và vào một hội nhóm, để sau cái livestream này các bạn sẽ được nhận một cái tài liệu giúp cho các bạn, bổ sung cho các bạn để các bạn thay đổi được cái hiệu quả bán hàng của các bạn, thay đổi được cái cách thức bán hàng của các bạn để đạt được cái hiệu quả cao hơn. Được chưa? Thế thì trong cái phần nội dung đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn về một nội dung thứ nhất, đó chính là Facebook tỏa sáng như sao. Được chưa? Và các bạn muốn tỏa sáng được thì ngay chính cái avatar là cái nội dung đầu tiên mà mình muốn các bạn phải chú ý. Mình muốn các bạn phải chú ý. Đúng không ạ? Bởi vì bản thân cái nick avatar của chúng ta, khi mà chúng ta đi kết bạn với những bạn bè, đúng không ạ? Tức là chúng ta đang thu hút những khách hàng tiềm năng về gì ạ? Về tường của mình, về nick Facebook của mình. Thì cái avatar là yếu tố đầu tiên và quan trọng để gì ạ? Người ta có đồng ý chấp nhận kết bạn với bạn hay không. Đúng không ạ? Ví dụ như avatar của anh Minh Chí Vương ở đây là avatar này chưa thực sự thu hút. Các bạn nên nhớ rằng một cái avatar có thu hút được hay không, đúng không ạ? Thì phải thể hiện được thần thái, đúng không ạ? Thể hiện được cái duyên, thể hiện được cái duyên. Và các bạn muốn được thể hiện được cái duyên thì các bạn hãy lưu ý cho mình hai điểm. Các bạn nhớ cho mình hai điểm. Thứ nhất là ánh mắt và thứ hai là gì ạ? Nụ cười. Hai cái đó nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Và nhớ rằng là cái khuôn mặt để các bạn đưa vào làm avatar, cái khuôn mặt đó nó phải thật gì ạ? Nó thật nổi trội. Nếu là bạn nữ các bạn nên trang điểm một chút. Được chưa ạ? Nếu là nữ các bạn nên trang điểm một chút. Và các bạn sẽ chụp cho mình một cái khuôn mặt thật là đẹp để đưa vào làm avatar, đúng không ạ? Bạn nên nhớ rằng cái avatar này phải thể hiện rõ cái khuôn mặt của mình. Bởi vì khi mà các bạn nhắn tin cho khách hàng hoặc là khi các bạn gửi lời mời kết bạn cho khách hàng, nếu bạn để một cái ảnh avatar nó quá là nhỏ, tức là để cả một khuôn người, tức là khuôn hình mình, thì cái khuôn mặt của mình nó rất là bé. Và gần như là gì ạ? Cái sự ảnh hưởng nó bị giảm thấp. Còn nếu bạn nào để khuôn mặt, đúng không ạ? Nó tiệm cận với lại cái khuôn của avatar, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái sức ảnh hưởng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Sức ảnh hưởng cao rất là nhiều. Thì các bạn cần phải thay đổi lại để mà các bạn có một cái avatar chuẩn và tốt hơn. Những bạn nào mà chưa được mình sửa avatar thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Ví dụ như Minh Chí Vương ở đây là anh cũng cần phải thay đổi lại cái avatar của anh, đúng không ạ? Thay đổi lại avatar của anh. Các bạn nên nhớ rằng một cái avatar chuẩn thì cũng không nhất thiết là chúng ta phải để gì ạ? Chúng ta phải để cái gọi là cái logo của các hãng sản phẩm mà chúng ta đang cung cấp,
vì là khi đó nó sẽ che bớt một phần cái khuôn mặt của chúng ta, và cái sự ảnh hưởng về thương hiệu là gì ạ, cái thương hiệu cá nhân của chúng ta nó sẽ không được nổi trội, các bạn nên nhớ nhá. Và thay vào đó là cái thương hiệu về sản phẩm nó che khuất một phần khuôn mặt, thì các bạn chỉ để vào những cái dịp đặc biệt thôi, còn lại là các bạn sẽ để cái khuôn mặt của chúng ta một cách rõ ràng, đúng không ạ? Không cần phải gì ạ, không cần phải có cái logo của, không cần phải logo gì cả, trừ những ngày đặc biệt nữa các bạn để theo thương hiệu của công ty vào những ngày đặc biệt thôi. Còn lại các bạn nên để rõ ràng cái khuôn mặt của mình, thì khi đó các bạn tiệm cận với khách hàng nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, vì khách hàng sẽ có xu hướng là sao, sẽ có xu hướng là người ta không thích kết bạn với những người làm bán hàng online, các bạn hiểu không ạ? Thế nên là các bạn không cần phải để cái thương hiệu của mình, cái logo của mình che một phần khuôn mặt đi, các bạn chỉ cần để một cái avatar rõ ràng đầy đủ là ok rồi, được chưa ạ? Đấy, thế thì các bạn sẽ thay đổi cái avatar ngay sau khi mà mình chia sẻ cái nội dung này. Đấy là cái phần nội dung thứ nhất. Đến đây thì các bạn hiểu chưa ạ? Đến đây có bạn nào mà chưa hiểu rõ cái phần này thì các bạn có thể xem lại nhé. Thì mình chia sẻ về cơ bản các cái nội dung quan trọng như vậy. Cái nội dung thứ hai mà mình chia sẻ trong livestream này ngày hôm nay đó chính là tên. Tên và biệt hiệu. Tên và biệt hiệu. Được chưa ạ? Tên và biệt hiệu rất là quan trọng, và đặc biệt các bạn muốn thiết kế một Facebook bán hàng chuyên nghiệp, các bạn phải gì ạ? Phải viết tên của mình có dấu. Phải viết tên của mình có dấu. Ví dụ như là Trà Hồng. Đúng không ạ? Trà Hồng. Thì các bạn nếu mà bạn để cái tên như thế này thì tức là chúng ta chưa tạo được sức hút từ thương hiệu đâu. Đúng không ạ? Các bạn nên nhớ rằng cái tên nó rất là quan trọng. Và người ta muốn gì ạ? Người ta muốn tiếp cận với bạn là một con người gì ạ? Là một con người thực. Thì cái tên của bạn cũng phải để gì ạ? Thực theo đúng chứng minh thư nhân dân. Các bạn có thể là gì ạ? Ví dụ giả sử như tên của mình là Nguyễn Thị Hải Ninh, mình có thể đặt tên là Hải Ninh. Đúng không ạ? Mình có thể đặt tên là Hải Ninh, hoặc mình có thể đặt tên là Nguyễn Thị Hải Ninh. Đúng ạ? Hoặc mình có thể đặt tên là Nguyễn Ninh, nhưng về cơ bản mình đặt tên đầy đủ là tốt nhất. Bởi vì cái tên của mình nó sẽ gắn liền với gì ạ? Với cái chứng minh thư nhân dân của chúng ta. Và khi khách hàng người ta gì ạ, người ta tiếp cận với chúng ta, người ta rất là muốn tiếp cận với một con người thực, đúng không ạ? Không phải là một nick Facebook ảo. Nhiều bạn đặt một cái tên nó không rõ ràng, không giấu, hoặc là một cái tên tiếng Anh nó không có một cái nghĩa gì cả, thì nó sẽ không tạo được ấn tượng với khách hàng, các bạn hiểu không ạ? Không tạo được ấn tượng với khách hàng. Các bạn cần phải thay đổi và tạo ra cho mình một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp hơn, và thiết kế cho mình, đúng không ạ? Đưa ra cho mình thêm một cái chiến lược để mà tạo được thương hiệu thành công. Và ngày hôm nay thì Hải Ninh chia sẻ cho các bạn những cái nội dung cơ bản để các bạn gì ạ? Để các bạn tạo ra những chiến lược thương hiệu thành công. Đấy. Và một trong số những nội dung Hải Ninh chia sẻ ngày hôm nay là những cái nội dung rất là căn bản để các bạn hiểu rõ, và các bạn cần phải thay đổi, đúng không ạ? Các bạn cần phải thay đổi. Một khách hàng khi mà người ta vào nick Facebook của bạn, có thể người ta tìm kiếm cái sản phẩm dịch vụ nào đó, người ta nhìn thấy bạn, nhưng người ta lại không ở lại cái nick Facebook của bạn, bởi chính từ tất cả những cái yếu tố cấu thành lên thương hiệu. Đúng ạ? Từ tất cả những yếu tố cấu thành lên thương hiệu. Thì bạn cần phải gì ạ? Cần phải tạo ra thương hiệu trên chính nick Facebook của mình. Tạo ra thương hiệu trên chính nick Facebook của mình. Đúng ạ? Và cái đầu tiên mà mình muốn nhấn mạnh đấy là avatar. Cái nội dung thứ hai mình muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là gì ạ? Nội dung thứ hai mình muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là tên của các bạn và biệt hiệu của các bạn. Tên và biệt hiệu. Được chưa ạ? Tên và biệt hiệu của các bạn. Thì các bạn nên nhớ rằng là tên của các bạn là phải đúng theo chứng minh thư. Được chưa ạ? Thế còn biệt hiệu thì sao? Biệt hiệu thì sao? Các bạn cần phải làm gì với cái biệt hiệu này? Các bạn cần phải làm gì với biệt hiệu này? Biệt hiệu là gì ạ? Các bạn có hiểu biệt hiệu là gì không ạ? Biệt hiệu sẽ giúp cho các bạn có thể có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Mình chia sẻ điều này thì có thể có một số bạn rất là bất ngờ, đúng không ạ? Biệt hiệu có thể giúp cho bạn có thêm nhiều khách hàng tiềm năng.
biệt hiệu có thể giúp cho các bạn có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Các bạn có hiểu thế nào để tạo ra một cái biệt hiệu chuẩn không ạ? Các bạn có biết là làm thế nào để tạo ra một biệt hiệu chuẩn không ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đây để mình xem là các bạn đang sử dụng cái nick Facebook của mình đã hiệu quả hay chưa, đã tạo được ra những cái kết quả từ chính việc khai thác Facebook. Tên và biệt hiệu. Các bạn đã sử dụng biệt hiệu một cách triệt để và tối đa chưa? Được chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Biệt hiệu để thương hiệu sản phẩm. Em có thể lấy ví dụ được không Thư? Các bạn hãy nên nhớ rằng là biệt hiệu là một cái cách để chúng ta khai thác và chúng ta có thể có thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng từ cái việc mà chúng ta xây dựng biệt hiệu như thế này. Biệt hiệu. Các bạn có biết cách để tạo ra biệt hiệu không ạ? Và các bạn có biết là trên Facebook chúng ta có thể có xây dựng được khoảng bao nhiêu biệt hiệu hay không? Thu có thể lấy ví dụ nào? Ví dụ chị xem nào. Xem là em đang tạo dựng biệt hiệu như thế nào. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn có thể tham khảo để mình hỗ trợ cho các bạn. Với cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp, các bạn có thể nghĩ xem là các bạn đặt biệt hiệu như thế nào. Ở trên phần Facebook nó có nội dung thông tin để chúng ta đặt biệt hiệu. Và chúng ta có thể đặt cái biệt hiệu, những cái nội biệt hiệu chính chúng ta để lên trên đầu và mọi người có thể nhìn thấy. Còn lại những cái biệt hiệu phụ thì các bạn vẫn cứ viết ra bình thường. Và trong cái quá trình tìm kiếm thì Facebook nó vẫn đưa trả về cái kết quả mà để chúng ta có thể nhìn thấy nick Facebook của chúng ta. Như vậy thì cơ hội của chúng ta tiếp cận với khách hàng tiềm năng sẽ rất là cao. Để chùm phụ khoa. Nếu mà em để chùm phụ khoa, thực ra thì nếu mà đặt ở trong vị trí của khách hàng thì khách hàng người ta sẽ không bao giờ tìm kiếm chữ chùm. Em lưu ý như vậy nhá. Người ta sẽ tìm kiếm các cái từ khóa, ví dụ như là thuốc phụ khoa hiệu quả. Đúng không ạ? Thuốc phụ khoa hiệu quả hay là các cái từ khóa mà các bạn phải đặt ở vị trí là khách hàng khi họ tìm kiếm ở trên Facebook. Thì các bạn đặt những cái từ khóa như vậy thì cái cơ hội mà Facebook trả về kết quả là nick của chúng ta nó sẽ rất là cao. Thì khách hàng sẽ có nhu cầu vào những cái nick Facebook đó và tìm hiểu. Và họ sẽ ở lại với nick Facebook của chúng ta khi mà chúng ta thể hiện được cái thương hiệu Facebook của chúng ta thành công. Biệt hiệu là người thuyền trưởng à? Không phải đâu. Nếu mà để như thế này là hiệu quả nó sẽ không cao. Anh nhà đất Đức Phổ à? Với biệt hiệu của anh thì sẽ nên đặt là ví dụ như là các cái từ khóa mà khách hàng người ta hay tìm kiếm. Có thể là nhà đất, đúng không ạ? Có thể nhà đất tại cái địa điểm mà anh đang, cái khu vực mà anh đang làm. Ví dụ như là ở em là khu vực Uông Bí chẳng hạn,
Thì khách hàng em sẽ, nếu mà làm dịch vụ nhà đất thì mình sẽ đặt cái biệt hiệu là nhà đất Uông Bí, tức là cái địa danh của mình đấy, hoặc là tức là các cái từ khóa mà khách hàng có thể tìm kiếm được nhiều thì mình sẽ đặt những cái biệt danh như vậy, môi giới nhà đất, hoặc tất cả những cái từ liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ của mình thì mình có thể đặt được. Thì phần thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tên và biệt hiệu. Thì ở phần này các bạn có thắc mắc gì không ạ? Cái phần biệt hiệu này các bạn nên nhớ rằng là chúng ta sẽ đặt theo các cái từ khóa mà khách hàng hay tìm kiếm để chỉ ra cái sản phẩm dịch vụ mà mình đang cung cấp, thì cái cơ hội bán hàng của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều. Thế còn cái tên thì chúng ta đặt tên theo chứng minh thư nhân dân, và lưu ý rằng là chúng ta đặt tên Facebook là phải tên có dấu, thì cái hiệu quả mà chúng ta tạo dựng được một cái thương hiệu thành công nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nên các bạn sẽ cần phải thay đổi lại cái cách thức chúng ta khai thác cái giá trị ở trên Facebook để chúng ta tạo dựng thương hiệu. Thì ở hai phần này các bạn đã đều nắm được chưa? Các bạn nhớ là sau khi học xong cái livestream này ngày hôm nay, các bạn sẽ thay đổi lại cái nick Facebook của mình. Các bạn sẽ thấy một cái diện mạo hoàn toàn mới. Các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn sau khi mà học xong cái khóa học này. Cảm ơn Thu. Được chưa? Đấy mới chỉ là hai phần đầu thôi. Các bạn nên nhớ rằng là gì ạ? Các bạn phải đặt ở vị trí khách hàng. Giả sử các bạn là khách hàng, các bạn đang có nhu cầu về cái sản phẩm dịch vụ của mình là gì, thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ tìm cái từ khóa như thế nào, và chính cái từ khóa đó là gì các bạn đặt vào trong biệt hiệu. Thì khi các bạn lưu ý rằng là khi mà các bạn đặt vào trong biệt hiệu thì Facebook, nếu mà khách hàng người ta tìm kiếm cái từ khóa đó thì Facebook nó sẽ trả về kết quả là nick của chúng ta, đúng không ạ? Là nick Facebook của chúng ta, thì khách hàng người ta sẽ có nhu cầu tích vào, hoặc là gì ạ, vào xem cái nick Facebook gì ạ gần nhất, và họ sẽ xem trong đó là cái sản phẩm dịch vụ như thế nào, và mình sẽ giữ lại được khách hàng khi mà bản thân mình thể hiện được cái thương hiệu cá nhân của mình trên Facebook. Đấy, thế phần biệt hiệu này là một cái yếu tố rất là quan trọng mình để mình có ngay khách hàng tiềm năng là vì vậy. Thì đấy là cái phần thứ hai ở trong nội dung này. Phần nội dung thứ ba đó chính là hình nền. Về hình nền, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ để thể hiện được cái hệ thống của chúng ta, nếu chúng ta đang cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hệ thống, hoặc là chúng ta sẽ để gì ạ? Để cái phong cách cá nhân của chúng ta trên hình nền, tránh để ảnh, ví dụ đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa là rất là hay để ảnh của con, đúng không ạ? Nhưng mà vì Facebook của chúng ta là một Facebook bán hàng, và chúng ta tạo dựng một gì ạ, một thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, thì các bạn tuyệt đối là không được để ảnh con cái ở trên hình nền Facebook. Các bạn lưu ý như vậy. Một là chúng ta sẽ để ảnh hệ thống, và hai là chúng ta sẽ để ảnh, hoặc là chúng ta sẽ để ảnh thương hiệu cá nhân của chúng ta, để cái câu châm ngôn mà chúng ta yêu thích thể hiện được cái phong cách cá nhân của mình. Đấy chính là cái phần nội dung về hình nền. Thì trong cái hình nền này thì các bạn có vướng mắc gì không ạ? Các bạn có vướng mắc gì không ạ? Các bạn đã tạo ra được một cái hình nền hiệu quả trên chính nick Facebook của mình chưa? Đã thu hút được khách hàng tiềm năng thông qua cái hình nền này chưa? Có bạn nào muốn Hải Linh xem trực tiếp trên nick Facebook của bạn không ạ? Thì các bạn nhớ rằng là với cái hình nền này thì nó rất là quan trọng, được chưa ạ? Nó rất là quan trọng. Cái thứ tư trong phần nội dung này mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là việc mà các bạn cần quan tâm, đó chính là phần giới thiệu. Phần này nó sẽ thể hiện thương hiệu cá nhân của bạn, định vị bạn là ai trên Facebook, và định vị bạn là người như thế nào, đúng không ạ? Có giá trị gì cho cộng đồng. Thì trong cái phần giới thiệu này, bạn cần phải thể hiện cái nội dung đó. Bạn cần phải thể hiện cái nội dung đó. Đúng rồi Nguyễn Thị Thu ạ, em phải để hình nền là cái ảnh bìa hệ thống công ty cung cấp. Đúng rồi, đây là một nội dung rất là quan trọng.
Thế thì cái phần giới thiệu này thì các bạn sẽ cần phải xác định cái vị trí bản thân cá nhân của mình, đúng không ạ? Là một người có gì ạ? Có thể chia sẻ hay là một người như thế nào đó thì các bạn sẽ phải thể hiện trong cái phần giới thiệu này. Và lưu ý phần giới thiệu này nên để số điện thoại. Nếu trong trường hợp hình nền bạn không có số điện thoại thì phần giới thiệu này bạn nên để số điện thoại. Đấy. Và trước cái nội dung giới thiệu này, bạn có thể giới thiệu về cái sản phẩm dịch vụ của mình một cách gì ạ? Một cách tốt nhất, hoặc là bạn thể hiện bản thân cá nhân của mình là ai ở trên Facebook, đúng ạ? Là ai ở trên Facebook, và có thể là mọi người nhận được giá trị gì từ bạn ở trên Facebook, thì cái phần giới thiệu này bạn phải thể hiện rõ ra. Bạn hiểu không ạ? Mình sẽ xem trực tiếp cho nick Facebook của các bạn là comment ở dưới đây nhé. Nguyễn Thị Thu, các bạn comment xuống phía dưới để mình sẽ xem trực tiếp cho các bạn xem cái phần giới thiệu của các bạn. Nguyễn Thị Thu à? Nguyễn Thị Thu, đợi chị một chút nhé. Nguyễn Thị Thu này. Để chị xem phần giới thiệu của em là em đã đạt được chuẩn hay chưa. Nguyễn Thị Thu ơi, em sẽ thiếu một cái phần đó là số điện thoại nhá. Về nội dung cơ bản em giới thiệu như thế là ok rồi, em sẽ phần thiếu phần số điện thoại nữa. Thì hãy tập trung đưa thêm số điện thoại vào trong phần này. Được chưa? Hãy tập trung đưa số điện thoại vào trong phần này. Lưu ý phần giới thiệu nhé, các bạn lưu ý phần giới thiệu. Ok em. Còn các bạn khác ạ, các bạn khác hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn khác hãy comment xuống phía dưới ạ. Anh nhà đất Đức Phổ à? Để em xem cho anh. Cái tên này của anh sẽ phải thay đổi nhá. Anh để như thế này không tạo dựng được thương hiệu cá nhân đâu. Bởi vì khách hàng người ta tìm đến anh, nó phải là gì ạ? Tức là phải là bản thân cá nhân anh, phải là thương hiệu cá nhân của anh thì em mới tạo được sức hút. Chứ còn anh để một cái tên như thế này ấy, thì sẽ không tạo được cái thương hiệu của mình đâu. Sẽ không tạo được thương hiệu của mình. Phần giới thiệu này của anh chưa có bất cứ một cái phần giới thiệu nào. Chưa có bất cứ một phần giới thiệu nào, nên là anh sẽ cần phải giới thiệu Facebook của anh đi nhá. Phải giới thiệu mình là ai, mình hỗ trợ được cái gì cho khách hàng, và số điện thoại của mình ở phía dưới để khách hàng có thể liên hệ với mình. Đấy, đấy là phần giới thiệu. Em nhìn qua nick Facebook của anh, nhà đất Đức Phổ ấy, Facebook của anh thực sự là thiếu chuyên nghiệp rất là nhiều. Thiếu chuyên nghiệp rất là nhiều. Trong cái livestream này ngày hôm nay, em đã hỗ trợ cho mọi người để hiểu ra những cái nội dung cơ bản để tạo ra gì ạ? Tạo ra thương hiệu thành công. Thì anh sẽ xem, sẽ nghe, có thể phải nghe lại và lần để anh có thể thay đổi lại cái nick Facebook của anh để hiệu quả hơn. Chứ mình để như thế này thì không tạo ra được một nick Facebook chuyên nghiệp. Mà không chuyên nghiệp mà đặc biệt liên quan đến nhà đất thì việc giao dịch với khách hàng trên Facebook cũng như là gì ạ? Để tạo ra được cái uy tín đối với khách hàng rất là khó. Nên cần phải thay đổi lại. Được chưa ạ? Phần thứ 5, phần nội dung tiểu sử. Ở phần nội dung tiểu sử này các bạn lưu ý là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ phải thể hiện được bản thân cá nhân của chúng ta theo lộ trình. Các bạn phải thể hiện mình sống ở đâu, mình học cấp 3 trường nào. Được chưa ạ? Mình học cấp 3 trường nào. Và mình sẽ gì ạ? Mình sẽ làm việc ở đâu, tức là mình đã làm việc ở đâu và hiện tại mình đang làm gì. Thì với cái nội dung này bạn phải thể hiện rõ ra theo trình tự thời gian. Theo trình tự thời gian thì khách hàng người ta nhìn vào đó, người ta sẽ thấy tin tưởng. Người ta sẽ thấy tin tưởng hơn về nick Facebook của bạn. Khi mà người ta ở lại với bạn, người ta sẽ tin tưởng bạn và người ta gì ạ? Người ta muốn mua sản phẩm của bạn thì người ta sẽ nhìn vào những cái nội dung này để biết mình là ai. Được chưa? Thì là các bạn sẽ phải thể hiện cái nội dung này nó rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Được chưa?
Đấy, rõ ràng hơn, cụ thể hơn thì bạn mới có thể thu hút được khách hàng. Bạn mới có thể thu hút được khách hàng. Trong phần nội dung tiểu sử này, các bạn lưu ý là với nội dung tiểu sử này, các bạn có thể lưu ý là các bạn có thể tạo ra được gì ạ? Tạo ra được một cái tiểu sử thật là hấp dẫn và đẹp mắt khi mà các bạn đưa các cái từ khóa để thu hút khách hàng vào trong cái Facebook của mình. Vào trong Facebook của mình. Ở phần tiểu sử này, các bạn có thể đưa các cái từ khóa để tạo ra cái sức hút từ Facebook của mình, các bạn lưu ý nhé. Thì khách hàng người ta sẽ gì ạ? Khách hàng người ta sẽ quan tâm tới bạn. Người ta sẽ quan tâm tới bạn. Và người ta gì ạ? Người ta sẽ tìm hiểu về bạn thông qua những cái nội dung liên quan. Và chúng ta sẽ phải tạo ra cái tình cảm cũng như là ấn tượng đối với khách hàng. Thì các bạn cần phải chú ý cái điều này. Các bạn cần phải chú ý điều này, được chưa ạ? Ở phần tiểu sử này mình sẽ xem. Bạn nào muốn Hải Linh xem cụ thể nick Facebook và hỗ trợ giúp cho các bạn thì các bạn sẽ phải comment xuống phía dưới nhá. Sẽ phải comment xuống phía dưới. Về phần tiểu sử của Thu thì thực chất là chị cũng đã hướng dẫn một vài lần rồi đúng không? Đấy, thế nên là của em là cũng tiểu sử cũng khá là ok rồi. Còn những bạn khác nếu mà các bạn thực sự quan tâm thì các bạn hãy comment xuống phía dưới. Lưu ý là các bạn phải thể hiện rõ bản thân của các bạn ra, khai những cái nội dung thông tin thực tế để khi mà khách hàng người ta nhìn vào, người ta sẽ gì ạ? Có một cái độ tin tưởng. Có một cái độ tin tưởng đối với nick Facebook của mình thì người ta mới sẵn sàng giao dịch. Đúng ạ, người ta mới sẵn sàng giao dịch và chuyển khoản cho mình khi mà người ta tin tưởng. Đấy, khi mà người ta tin tưởng. Và phần tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái nội dung thứ 6 này đó chính là ảnh nổi bật. Có rất nhiều bạn bị sai ở cái phần ảnh nổi bật này. Ảnh nổi bật, được chưa ạ? Thì các bạn chưa thể hiện được thương hiệu của sản phẩm, thương hiệu của bản thân cá nhân cũng như là thương hiệu của công ty hay của doanh nghiệp mà mình đang tham gia. Các bạn nên nhớ rằng là khách hàng khi mà người ta gì ạ? Người ta đang tìm hiểu về bạn để người ta có quyết định chuyển khoản cho bạn hay không, người ta có quyết định mua sản phẩm của bạn hay không, thì người ta sẽ nhìn vào gì ạ? Rất nhiều các yếu tố liên quan đến trên Facebook của bạn, và cái độ tin tưởng nó sẽ thể hiện ở từ các khía cạnh đó. Thì trong cái phần ảnh nổi bật này của Thu thì về cơ bản là em cũng đã tạo dựng được một số các cái ảnh rất là gì ạ? Rất là có thể nói là cũng chuyên nghiệp rồi, bởi vì là Thu chắc lần lần này là xem livestream của chị cũng là lần thứ mấy lần là lần thứ mấy rồi đúng không? Thế nên là những cái lần livestream và học trong các cái nội dung khóa học thì mình cũng đã chia sẻ rất là rõ. Thế nên là nhìn vào có một sự chuyên nghiệp hơn so với những bạn khác rất là nhiều. Hay là như ví dụ bản thân anh nhà đất Đức Phổ ở đây thì anh cũng chưa bao giờ thay đổi trên chính nick Facebook của mình. Thế nên là nhìn vào một cái nick Facebook ấy, thiếu sự chuyên nghiệp, thiếu sự hấp dẫn thì nhìn nó sẽ khác biệt ngay hoàn toàn. Đấy, sẽ khác biệt ngay hoàn toàn. Thì trong cái phần này mình sẽ lưu ý một chút nữa, một chút về cái phần ảnh nổi bật. Cái ảnh nổi bật ở đây thì các bạn lưu ý rằng là ảnh nổi bật ở đây thì các bạn cần phải thể hiện được bản thân cá nhân của mình, thương hiệu của sản phẩm và thương hiệu của công ty hay là doanh nghiệp. Để khách hàng người ta nhìn vào, người ta sẽ cảm thấy tin tưởng về bạn, người ta cảm thấy tin tưởng về sản phẩm, và người ta cảm thấy gì ạ? Tin tưởng về về con người. Thì bạn lưu ý là chúng ta nên tận dụng tối đa 9 ảnh nổi bật. Về cơ bản là có 9 ảnh nổi bật, thì chúng ta nên tận dụng tối đa 9 ảnh nổi bật này. Được chưa ạ? Chúng ta tận dụng tối đa 9 ảnh nổi bật này. Thì trong cái phần ảnh nổi bật này, bạn nào muốn mình hỗ trợ để mình kiểm tra thêm cho các bạn một chút, cho các bạn có thể hiểu rõ hơn. Còn nếu mà không có đủ thời gian thì tí nữa bạn nào muốn Hải Ninh hỗ trợ các bạn thêm thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho Hải Ninh, được chưa ạ? Thì các bạn nhớ nhá, đấy là phần thứ 6 là ảnh nổi bật. Phần nội dung thứ 7 ấy, thì các bạn lưu ý cho mình về cái phần là bạn bè và số lượng người theo dõi.
Các bạn lưu ý rằng là bán hàng online trên Facebook mà chúng ta muốn tạo dựng được thương hiệu thành công trên Facebook thì cái số lượng bạn bè của chúng ta cũng phải là trên 4.000 bạn bè. Trên 4.000 bạn bè và đạt chuẩn phải là gần 5.000 bạn bè. Thì cái số lượng bạn bè này các bạn phải kết bạn nhiều lên. Và cái số lượng bạn bè mà các bạn kết bạn phải là gì ạ? Gần với tệp khách hàng tiềm năng. Gần với tệp khách hàng tiềm năng. Tức là chúng ta khi mà chúng ta kết bạn với nhiều khách hàng tiềm năng thì cơ hội chúng ta bán được hàng rất là lớn. Vậy thì cái bạn bè tiềm năng này chúng ta sẽ khai thác ở đâu? Tất nhiên là chúng ta sẽ thu hút họ từ trong các cái hội nhóm. Từ trong các cái hội nhóm về. Để gì ạ? Để họ trở thành bạn bè của mình. Để họ trở thành bạn bè của mình. Và số lượng người theo dõi sẽ ngày càng tăng lên khi mà chúng ta đưa gì ạ? Đưa những cái bài viết chất lượng và đúng đối tượng người quan tâm. Đúng đối tượng người quan tâm. Ví dụ nhá, ví dụ nếu mà bạn bán giảm cân thì hầu hết là những mẹ bỉm sữa, đúng không ạ? Những người phụ nữ sau khi sinh thì cái nhu cầu giảm cân là lớn nhất. Vậy thì đối tượng những cái người này họ quan tâm đến gì ạ? Họ quan tâm đến gì ạ? Đến con là chính. Đấy, họ quan tâm đến con cái là chính. Tức là lúc đấy là cái sự tập trung lớn nhất rất là nhiều vào con. Vậy bạn có thể đăng các cái gì ạ? Đăng các cái bài viết về gì ạ? Cách chăm sóc em bé sau sinh thì sẽ rất là hấp dẫn những khách hàng tiềm năng này. Sẽ rất là hấp dẫn khách hàng người ta là gì ạ? Là mẹ bỉm sữa sau sinh. Khi bạn gì ạ? Bạn đăng cái bài hấp dẫn như vậy thì họ sẽ có xu hướng là share bài viết. Họ sẽ có xu hướng comment bài viết và đó chính là khách hàng tiềm năng của bạn. Đúng không ạ? Và khi bạn hấp dẫn họ như vậy, họ ở lại với nick Facebook của chúng ta, họ theo dõi nick Facebook của chúng ta, đúng không ạ? Và thậm chí là chúng ta lại thường xuyên nói chuyện với họ thì họ sẽ sớm trở thành khách hàng tiềm năng của chúng ta. Họ sẽ sớm trở thành khách hàng thực sự. Đúng không ạ? Tức là có một cái sự chuyển giao từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng thực. Đấy. Thì các bạn phải tận dụng tối đa cái số lượng bạn bè này là gì ạ? Là trên 4.000 bạn bè và đạt chuẩn là gần 5.000 bạn bè. Đấy. Và cái số lượng khách hàng theo dõi chúng ta sẽ cần phải ngày càng nâng cao dần cái số lượng người theo dõi lên. Đúng rồi em ạ. Đăng vào trong các cái hội nhóm để mình thu hút những cái người này vào thì mình có thể đăng các cái tốt, đăng các cái status ấy để hấp dẫn những khách hàng này để người ta comment vào bài viết. Hoặc là chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể quét toàn bộ những cái khách hàng tiềm năng này từ những cái diện bài đăng của bạn bè. Ví dụ họ có thể đăng các cái nội dung mà chia sẻ cái mẹo vặt nào đó và có rất nhiều mẹ bỉm sữa trong đó comment. Thì gì ạ? Thì mình sẽ vào mình sẽ quét những khách hàng đó. Được chưa ạ? Mình sẽ vào mình quét khách hàng đó. Và mình sẽ có cái tệp khách hàng này. Việc quét khách hàng hoàn toàn rất là dễ dàng, mình sẽ lấy từ gì ạ? Mình sẽ quét được khách hàng từ cái công cụ inbox FB để mình thu hút khách hàng. Mình sẽ thu hút được khách hàng. Đấy, thì cái phần thứ 7 này các bạn lưu ý nhé, là chúng ta sẽ phải hút toàn bộ khách hàng tiềm năng về trên nick Facebook của mình. Được chưa? Về cái phần like và comment chính là phần nội dung thứ 8. Phần like và comment thì các bạn cần phải gì ạ? Tạo ra cái bài đăng của mình có nhiều lượt gì ạ? Like và comment để tạo ra hấp dẫn và thu hút những khách hàng tiềm năng. Khi mà người ta vào tường của bạn, người ta nhìn thấy mọi thứ trang trí rất là đẹp rồi. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái lượng like và gì ạ? Lượng comment bài viết còn ít thì cái mức độ tin tưởng nó sẽ chưa đạt được tối đa. Thì bạn có thể hỗ trợ theo cái gì ạ? Các cái phương pháp về tăng like. Các bạn hoàn toàn có thể mua các gói tăng like. Đúng không ạ? Mua gói tăng like. Đó, bên Hải Linh cũng cung cấp cái dịch vụ gói tăng like và tăng sub bài viết. Tăng sub, đúng không ạ? Tăng like và tăng sub. Thì các bạn hãy chịu khó comment bài viết của bạn bè. Hãy chịu khó comment bài viết của bạn bè. Bản thân mình muốn người khác comment bài của mình thì mình cũng phải đi comment bài của bạn bè. Các bạn hiểu không ạ? Thì buổi sáng các bạn hãy vào, các bạn comment bài viết của bạn bè. Các bạn nên nhớ rằng bây giờ Facebook nếu các bạn chỉ ấn mỗi like không thì gì ạ? Sẽ không có tương tác đâu. Cái tương tác nó rất là thấp. Vì vậy các bạn bắt buộc phải comment bài viết. Ngoài có thể là ngoài cái auto tự động nó tự đi comment thì các bạn cũng sẽ nên đi comment thêm để gia tăng và tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Vì một cái comment đó không chỉ là một đối tượng là bạn của bạn nhận được comment, mà gì ạ? Bạn bè của họ nhìn thấy chúng ta comment thì cái nội dung chúng ta comment phải thu hút, phải hấp dẫn khách hàng, phải thu hút và hấp dẫn khách hàng thì nó mới đạt hiệu quả cao được. Đấy, thì các bạn nên nhớ cái chỗ phần này. Và cái phần nội dung thứ 9 mà mình muốn chia sẻ trong cái livestream này
đó chính là cái phần ảnh và video. Phần ảnh và video các bạn nên nhớ là cái ảnh và video chúng ta đưa lên thì chúng ta nên chọn những cái khung hình thật là đẹp để chúng ta đưa lên, không bị mờ, không bị nhòe, vì nó sẽ gây phản cảm hoặc là nó sẽ cảm giác là thiếu cái sự chuyên nghiệp. Ở đây có bạn nào hay thường xuyên hay comment hay thường xuyên đăng các cái video hay là đăng các cái ảnh lên không ạ? Nhiều các bạn chụp ảnh sản phẩm, các bạn để sản phẩm dưới đất các bạn chụp ảnh thì làm sao mà thu hút được khách hàng? Các bạn hiểu không ạ? Sản phẩm của các bạn phải nâng niu trân trọng thì khách hàng người ta cũng mới muốn sở hữu cái sản phẩm đó. Hoặc là video các bạn quay, các bạn cũng phải thể hiện cái sự tươm tất của mình trên cái video đó thì khách hàng người ta nhìn vào, người ta mới thấy cái sức hút, người ta mới cảm thấy gì ạ? Người ta cảm thấy độ chuyên nghiệp cũng như là gì ạ? Cái sự chỉn chu của bạn. Nếu bạn không thực sự gì ạ? Không thực sự yêu quý cái sản phẩm của mình, không thực sự gì ạ? Thích những cái bức ảnh và những cái video mình đăng lên thì làm sao khách hàng có thể yêu thích nó được, đúng không ạ? Và các bạn tạo ra thương hiệu cá nhân trên Facebook chính là các bạn tạo dựng gì ạ? Cái sự yêu quý của khách hàng với mình. Cái điều này rất là quan trọng. Khách hàng có mua hàng của bạn hay không, hay họ mua hàng của người khác bởi cái sự yêu quý, bởi cái sự yêu quý, đúng không ạ? Chứ không phải là vì sản phẩm. Không phải là vì sản phẩm. Thậm chí là khách hàng người ta có thể thích mua hàng của người này hơn mua hàng của người khác là bởi cái sự yêu quý đó, đúng không ạ? Chứ không phải là bởi sản phẩm. Thì các bạn hãy chú ý tạo dựng cái thương hiệu cá nhân cho là, tạo dựng cái thương hiệu cá nhân cho đạt được cái kết quả cao nhất. Tạo dựng cái thương hiệu cá nhân đạt kết quả cao nhất thì các bạn mới có thể bán hàng thành công và bền vững được. Và bền vững được. Nhiều bạn đăng các cái nội dung video nó không thực sự thu hút. Không thực sự thu hút. Thì các bạn phải thay đổi, các bạn phải thay đổi đi ạ. Hả? Những bạn nào mà muốn Hải Ninh xem và tư vấn cụ thể thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho nick Facebook của Hải Ninh nhé. Bởi vì khi mà các bạn gì ạ? Các bạn không biết cách tạo ra một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp thì các bạn không thể nào mà gì ạ? Có được nhiều khách hàng và các bạn không thể nào mà xây dựng được hệ thống kinh doanh bền vững được. Các bạn bán hàng các bạn chỉ bán cho người quen, người thân. Bởi vì gì ạ? Các bạn nên nhớ rằng là mình phân tích cho các bạn để các bạn hiểu nhé. Khi các bạn bán hàng cho người quen, người thân, đúng không ạ? Chúng ta không cần phải tạo ra một cái nick Facebook chuyên nghiệp, đúng không? Chúng ta cứ đăng bài bán hàng lên và chúng ta bán được hàng. Nhưng vấn đề là nó sẽ không bền vững. Và chúng ta có tồn tại và phát triển được hay không là do chúng ta phải tạo dựng được thương hiệu cá nhân của chúng ta trên Facebook thành công. Các bạn nên nhớ như vậy. 10 điều ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn để giúp cho các bạn gì ạ? Để giúp cho bạn thay đổi lại cái cách thức để các bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng tốt hơn. Để khách hàng tiềm năng người ta nhìn vào nick Facebook của bạn, người ta muốn ở lại với bạn thay vì người ta đi sang một cái nick Facebook khác, đúng không ạ? Thì các bạn nên nhớ rằng điều này hết sức là quan trọng. Các bạn đừng, nhất là những bạn bán hàng online, các bạn đừng vội học cách chốt sale hay đừng vội học cách gì ạ? Học cách bẻ gãy sự kháng cự của khách hàng khi khách hàng từ chối. Bởi vì bản thân nick Facebook của các bạn chưa tạo dựng được cái thương hiệu, chưa tạo dựng được uy tín của các bạn trên Facebook. Thì dù các bạn có học những cái phương thức đó thì cái hiệu quả các bạn bán hàng nó vẫn thấp. Vẫn thấp, các bạn hiểu nhỉ? Các bạn phải biết là bắt đầu từ đâu, nền móng của bạn đi từng bước như thế nào để tạo ra được cái hiệu quả cao thì các bạn cần phải nhìn. Các bạn phải nhìn ra điều đó. Và yếu tố là cái thương hiệu thành công trên Facebook nó rất là quan trọng. Đầu tiên để tạo dựng được cái thương hiệu đó, các bạn sẽ phải thay đổi các yếu tố trên nick Facebook của bạn. Và 10 yếu tố vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn chính là gì ạ? Là những cái điều nó hết sức là đơn giản nhưng nó tạo ra cái hiệu quả rất là lớn và giữ chân được khách hàng, có thể thu hút được khách hàng tiềm năng. Và cái điều cuối cùng mà rất là quan trọng trong chính cái việc tạo dựng thương hiệu này, đó chính là các bạn gì ạ? Cần phải đăng các cái nội dung bài viết thu hút và hấp dẫn. Các bạn cần phải đăng các cái nội dung bài viết thu hút và hấp dẫn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khách hàng có ở lại Facebook của bạn hay không, đúng không ạ?
họ có theo, họ có nhấn nút theo dõi nick Facebook của bạn hay không, là ở chính những cái bài viết bạn có hơi hay và hấp dẫn hay không, có hay và hấp dẫn hay không. Vấn đề nằm ở chỗ là hay và hấp dẫn không phải là ở việc bạn quảng cáo sản phẩm dịch vụ, mà là ở giá trị bạn trao đi cộng đồng. Giá trị bạn trao đi cộng đồng, các bạn hiểu không ạ? Tức là khi bạn bán một cái sản phẩm dịch vụ thì bạn, cái đối tượng khách hàng của bạn là ai, và trên cái bài viết đó bạn phải giúp đỡ được những cái đối tượng khách hàng đó, để khi mà họ vào nick Facebook của bạn, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ ở lại nick Facebook bạn, ở lại cái nick Facebook của bạn khi mà bạn trao đi cho họ nhiều giá trị. Họ sẽ thích và theo dõi bạn, bởi vì mỗi bài viết bạn đưa lên đều là những gì ạ? Bài viết rất là quan trọng, bài viết giá trị, những bài viết hữu ích, và họ sẽ gì ạ? Dễ dàng theo dõi nick Facebook của bạn. Thế nên là 10 điều mình chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay là những bước cơ bản và cũng là mở đầu cho cái khóa học chuyên gia bán hàng online và chiến lược xây dựng thương hiệu thành công. Nó chỉ là những mở đầu cơ bản thôi. Phần này mình gần như là mình gọi nhớ và nhắc lại để cho những bạn nào mà đã nghe livestream này mình chưa nghe hết có thể hiểu lại, hiểu rõ hơn. Những bạn nào lần đầu nghe livestream, các bạn hiểu được tầm quan trọng của thương hiệu như thế nào, tầm quan trọng của thương hiệu như thế nào, và nó sẽ giúp bạn xây dựng được cái hệ thống kinh doanh bền vững ra sao. Thậm chí có thể thu hút được sỉ cộng tác viên từ chính cái việc bạn tạo dựng cái thương hiệu, thể hiện cái tầm vóc của mình trên Facebook. Bạn nên nhớ rằng bán hàng trên Facebook bạn rất dễ dàng nổi tiếng. Bạn rất là dễ dàng tạo ra các fan hâm mộ từ các cái nhóm nhỏ trên Facebook. Bạn hiểu không ạ? Rất là dễ dàng. Nhưng vấn đề ở chỗ bạn phải biết cách. Bạn phải biết cách. Thì trong cái livestream này, đây là phần đầu mình hướng dẫn cũng như là giới thiệu với các bạn, để các bạn gì ạ? Nhận ra tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu thành công. Bạn nào mà chưa được Hải Ninh hỗ trợ cũng như tư vấn cụ thể trong cái livestream này vì thời gian có hạn, thì các bạn có thể comment trực tiếp vào nick Facebook của Hải Ninh, mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho bạn thêm, để giúp cho các bạn gì ạ? Có thể dễ dàng tạo ra một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Và đấy là cái yếu tố đầu tiên và quan trọng để bạn có thu hút được khách hàng nhiều hơn, thu hút được khách hàng nhiều hơn. Và trong còn rất nhiều các cái gì ạ, các cái kỹ thuật tuyệt chiêu để gì ạ, hấp dẫn và thu hút khách hàng, hoặc là thu hút khách hàng từ các cái đội nhóm về nick Facebook của mình, thì những cái nội dung giá trị đó mình sẽ chia sẻ lần lượt trên các cái livestream để các bạn có thể nghe, hiểu và áp dụng. Thì trong cái livestream này ngày hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn 10 cái nội dung cơ bản quan trọng cũng như là cần thiết để các bạn thay đổi lại nick Facebook của bạn. Bạn nào chưa hiểu, tức là chưa xem được hết các cái nội dung livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào để cùng học cái nội dung livestream này. Và các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó thực sự là hiệu quả. Các bạn đi kết bạn khách hàng tiềm năng, họ sẽ đồng ý kết bạn. Bạn nhắn tin hay là comment bài viết của bạn bè, họ sẽ có xu hướng gì ạ? Comment trả lời lại bạn, cảm ơn hay là gì ạ? Hay là người ta sẽ gì ạ? Sẽ gửi icon cho bạn, đúng không ạ? Đấy là những cái sự tương tác gia tăng khi mà bạn tạo dựng được thương hiệu cá nhân trên Facebook. Và thậm chí bạn của bạn bè họ sẽ gì ạ? Họ sẽ vào tường của bạn để xem bạn là ai và nick Facebook của bạn. Khi đó, khi mà mình thiết kế được một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giữ chân khách hàng ở lại, theo dõi nick Facebook của bạn, và bạn sẽ có nhiều khách hàng tiềm năng hơn từ chính các cái fan hâm mộ của mình, những người theo dõi, những người follow mình. Thì các bạn cần phải gì ạ? Thay đổi lại nick Facebook của bạn đi. 10 điều rất là quan trọng này sẽ giúp cho các bạn tạo dựng được thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Tạo dựng được thương hiệu cá nhân thành công. Thì trong cái livestream này mình chỉ mở màn giới thiệu cho bạn 10 cái yếu tố cần thiết, 10 yếu tố cần thiết. Và sau đó, sau những cái nội dung livestream sau, thì mình sẽ chia sẻ nội dung kiến thức chuyên sâu hơn, nội dung kiến thức chuyên sâu hơn để giúp cho bạn có thể gì ạ? Có được khách hàng ngay lập tức từ những cái thủ thuật đơn giản nhưng mà hiệu quả. Thì các bạn thực sự muốn đón nhận những cái livestream như vậy không ạ? Nếu mà bạn thực sự quan tâm thì các bạn hãy inbox cho Hải Ninh, nếu mà các bạn đang rất là mong muốn có thể học hỏi ngay những kinh nghiệm cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm. Còn
Nếu bạn nào mà có thể là muốn theo dõi thêm thì các bạn hãy theo dõi nick Facebook Hải Đinh, và luôn luôn gì ạ, tìm kiếm cho mình những cơ hội, những cái cơ hội giá trị trên các status mà mình đăng, hoặc là gì ạ, hoặc là những cái nội dung mình chia sẻ hấp dẫn trên nick Facebook cũng sẽ giúp cho bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Thì trong cái live stream này ngày hôm nay thì các bạn có câu hỏi gì về 10 cái nội dung mà mình chia sẻ để giúp cho nick Facebook của bạn tỏa sáng như sao ạ? Các bạn có nội dung gì muốn hỏi thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Mình sẽ có 5 phút để giải đáp câu hỏi của các bạn. Và sau đó thì mình sẽ kết thúc cái live stream này. Được chưa? Chào Thu Hiền. Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc cái live stream này ở đây. Và những bạn nào thực sự mà muốn Hải Ninh hỗ trợ thêm cho các bạn thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho nick Facebook của Hải Ninh nhé. Đây chỉ là những kiến thức rất là cơ bản thôi, và mình chia sẻ rất là khái quát để các bạn có thể hình dung được. Còn bạn nào thực sự mà muốn Hải Ninh chia sẻ sâu hơn về nội dung kiến thức này, các bạn có thể comment để mình hỗ trợ và giúp đỡ thêm cho các bạn. Nếu không có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc live stream ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.